Các bạn muốn làm được một điệu mới thì chúng ta làm theo những bước sau đây. Việc đầu tiên, nhấn nút record. Có hai chế độ. Chế độ thứ nhất, các bạn sẽ chỉnh lại cái điệu mà hiện các bạn đang có. Chế độ thứ hai, các bạn sẽ làm một điệu mới hoàn toàn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một điệu mới hoàn toàn. Các bạn chọn ở đây. Sau nhấn nút OK. Đây là các thành phần của điệu. 4 variation: intro, feeling và ending. Bạn chọn variation 1. Mỗi một variation hoặc intro hoặc ending có 6 kiểu đệm khác nhau. Ví dụ bạn chọn kiểu đệm thứ nhất. Resolution này có nghĩa rằng là bạn sẽ quantize trong lúc bạn đánh. Nếu chẳng hạn tôi muốn nhịp của tôi sẽ quantize là nốt móc đôi, tôi chọn cho đây. Record length là bao nhiêu chu kỳ thì sẽ lặp lại. Các bạn có thể lên maximum 32. Bây giờ tôi sẽ làm là 2. Hai cái này phải trùng với nhau. Record length. Các bạn chọn loại nhịp 3-4, 2-4 hoặc 4-4. Lưu ý là mỗi variation intro hay ending đều có thể chọn một loại nhịp khác nhau. Các bạn có 8 track ngay đây: trống, bộ gõ, bass và 5 phần đệm. Và các bạn có thể thay đổi tiếng trống ngay tại đây. Các bạn mở metronome lên để giữ nhịp. Đó, các bạn thấy nó sẽ tự động sửa nhịp cho bạn. Trong quá trình nếu bạn thâu, bạn thấy một nốt nào không vừa ý, bạn có thể nhấn nút delete note và cộng với cái nốt bạn không vừa ý thì nó sẽ tắt, sẽ xóa đi. Và nếu bạn muốn xóa toàn bộ toàn một track thì nhấn ở đây. Delete current track thì nó sẽ xóa toàn bộ track cho bạn. Kế đến, bạn có thể thu phần bass. Phần piano. Phần nền các bạn nên để cái entity ở chế độ fix, có nghĩa rằng khi bạn thâu hợp âm đô, chẳng hạn như tôi chọn tiếng string đây chẳng hạn, khi các bạn thâu hợp âm đô, khi các bạn đánh sang hợp âm pha, nếu ở chế độ parallel, nếu các bạn đánh sang hợp âm pha thì nó sẽ là pha la đô. Nhưng nếu các bạn để chế độ fix, bạn thâu đồ mi sol, các bạn đến sang hợp âm pha thì nó sẽ là đồ pha lá. Rồi nếu các bạn muốn thâu guitar, ở trong này đang là tiếng sang, tôi muốn thâu tiếng guitar. Bình thường thì các bạn phải đánh. Nhưng PA600 cho phép bạn sang guitar mode, bạn nhấn menu Style Track Control.
Bạn sẽ thấy ở đây có kiểu guitar bạn chọn cho đây. Khi bạn chọn vô thì những octave ở dưới tùy theo từng nốt thì nó sẽ ra những kiểu đánh guitar rải khác nhau. Các bạn vui lòng xem phần hướng dẫn sử dụng để biết được nốt nào sẽ tương ứng với kiểu đệm guitar như thế nào. Sau khi thâu, bạn thấy phần nào không vừa ý, bạn nhấn đôi menu. Đây là phần chỉnh điệu. Event Edit. Bạn sẽ chỉnh từng chi tiết một, chẳng hạn như nốt là nốt gì, mạnh nhẹ như thế nào, ở nhịp bao nhiêu và những thứ khác. Style Edit. Bạn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phần để chỉnh. Quantize này là dùng để chỉnh nhịp. Tambourge lên tông, xuống tông. Velocity chỉnh độ mạnh nhẹ. Cut Delete xóa bớt những dữ liệu. Delete all xóa toàn bộ. Copy from style nghĩa là bạn copy từ một cái điệu nào đó, một variation hay feeling hay bất cứ một cái gì đó sang cái điệu của mình chúng ta đang chỉnh sửa. Copy from pad là copy, các bạn sẽ sao chép từ cái mặt pad sang cái điệu của mình. Tôi nói chi tiết. Quantize, các bạn sẽ chọn loại nhịp, chẳng hạn như móc đồi. Các bạn muốn sửa ở ngay track nào, trống, bộ gõ, bass, phần đệm hoặc tất cả thì các bạn chọn on. Ví dụ chẳng hạn như tôi chọn trống. Các bạn muốn chỉnh ở ngay cái phần nào, variation, intro, ending hay là phần nào, kiểu đệm nào và bắt đầu chỉnh từ nhịp bao nhiêu đến nhịp bao nhiêu, từ nốt nào đến nốt nào thì có tác dụng. Sau khi các bạn chọn tất cả, các bạn nhấn Execute và Yes. Delete Tambourge. Tambourge các bạn lên tông xuống tông track nào đó, ví dụ Accord, lên tông bao nhiêu, sửa ngay vị trí nào, variation, intro hay ending, từ đâu đến đâu, từ nốt nào đến nốt nào. Velocity độ mạnh nhẹ. Cắt, các bạn cắt ô nhịp nào, ví dụ variation hôm nay chúng ta có độ dài là ô nhịp là 2 thì các bạn có thể cắt bớt đi. Delete, trong này delete sẽ có rất nhiều tính năng để các bạn có thể xóa. Đầu tiên bạn chọn track muốn xóa, ví dụ ta chọn track trống, variation, kiểu đệm số mấy, và trong này xóa nốt nào.